Nga phóng tên lửa chính xác cao phá hủy 6 kho vũ khí Ukraine. Nga tuyên bố phá hủy hàng loạt kho vũ khí của Ukraine giữa lúc Moscow tăng cường tấn công nhằm vào hệ thống tiếp viện của nước ngoài cho Kiev. Hãng tin Start dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga ngày 8 tháng 5 cho hay, lực lượng của Nga đã sử dụng các tên lửa không đốt đất chính xác cao để tấn công 19 khu vực triển khai binh sĩ và vũ khí của Ukraine trong vòng 24 giờ qua. Các tên lửa không đốt đất chính xác cao của Nga cũng phá hủy các khí tài quân sự vũ khí phương Tây chuyển đến nhà Kherson ở tỉnh Donetsk. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho hay tên lửa không đốt đất của Nga đã phá hủy trang thiết bị, khí tài quân sự Mỹ và phương Tây chuyển đến nhà ga gần thành phố Soledad, tỉnh Donetsk. Gần đây, thì Moscow liên tục thông báo phá hủy kho vũ khí của Ukraine trong bối cảnh Nga tăng cường các cuộc tấn công nhằm chặn đường tiếp tế của phương Tây cho Ukraine, trong đó có mạng lưới đường sắt, các cầu và kho tập kết. Moscow cũng cảnh báo bất cứ lô vũ khí nào của phương Tây và Ukraine đều có thể trở thành mục tiêu tấn công chính đáng. Theo các nguồn thạo tin, hầu hết vũ khí phương Tây chuyển cho Ukraine được tập kết tại các địa điểm bí mật ở biên giới Ba Lan hoặc Romania trước khi được đưa vào Ukraine. Bất chấp cảnh báo của Nga, Mỹ và các đồng minh phương Tây tuyên bố tiếp tục trang bị vũ khí cho đến khi giúp Ukraine đẩy lùi lực lượng của Nga, mặt khác tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine được cho là ảnh hưởng đáng kể đến kho dự trữ quân sự của các nước này. Trả lời phỏng vấn Fox News, nghị sĩ Cộng hòa Mỹ hôm 8 tháng 5 nói rằng, việc Mỹ ồ ạt cấp khí tài cho Ukraine đã lấy đi lượng vũ khí phải mất nhiều năm dự trữ của nước này. Nghị sĩ nói, dự trữ vũ khí, trang thiết bị quân sự của chúng ta đang cạn dần. Chúng ta vừa lấy đi 7 năm dự trữ tên lửa Javelin. Hiện giờ chúng ta không thể bù đắp lại lượng vũ khí đã cấp cho Ukraine. Washington được cho là đã chuyển hơn 5.000 tên lửa chống tăng Javelin và 1/4 dự trữ tên lửa phòng không Stinger cho Ukraine bên cạnh những vũ khí khác. Đến nay, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã viện trợ quân sự gần 4 tỷ đô cho Ukraine. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe